Hello, xin chào tất cả các bạn. Như title, tụi mình sẽ giới thiệu cho tất cả mọi người những chỗ để tiền siêu uy tín và lại còn sang trọng, luxury nữa nha. Rồi vị trí để tiền đầu tiên đến ứng cử viên Tom Brown, một cái card holder được làm từ da bầu nguyên chất, nhìn tới nhỏ thôi nha, mà đừng hơi bị nhiều thẻ đó. Với thiết kế siêu nhỏ gọn để vừa mọi lời túi, đẹp, sang, nhưng giá chỉ với 5,2 triệu. Được kèm theo một logo signature của Tom Brown và dòng chữ golden mà các bạn đã nhìn thấy đó. Xài lâu sẽ không bao giờ bị phai màu. Một khi đã cầm lên chiếc ví Tom Brown này thì làm sao mà không thể nhắc đến người anh em cùng cha nhưng vô tình lại không cùng mẹ, YSL. Vì sao tụi mình lại giới thiệu cho mọi người chiếc ví đặc biệt này? Vì nếu như với Tom Brown các bạn chỉ có thể sử dụng 2 ngăn đầu thì ở YSL chúng ta còn có thêm 2 ngăn ở phần sau nữa. Vậy là nhân đôi không gian để tiền rồi. Và đối với những ai mà nhiều tiền quá có thể cân nhắc về đón chiếc ví này về nha. Nhìn là biết sang trọng rồi đúng không? Thì ETF vẫn có một vài sản phẩm ví Gucci để cho các bạn tha hồ mà lựa chọn. Nhưng đặc biệt mình vô cùng thích và ưng ý chiếc ví này. Chiếc ví đại bàng này vừa sang trọng vừa chất chơi, ra đường móc ra thấy ngầu lòi liền. Với giá sẽ nhỉnh hơn một xíu thôi so với hai sản phẩm trước, với giá 9,500,000. Và với chiếc ví này chúng ta còn có thể đựng tiền mặt và đồng thời tụi mình cũng có thể đựng thêm 10-20 loại thẻ nếu các bạn thích. Mà nãy giờ tụi mình đã giới thiệu cho mọi người những dòng holder cùng với bóp, nhưng mà tôi hơi sang trọng xíu đúng không? Thì bây giờ tụi mình sẽ giới thiệu cho mọi người chiếc ví cá tính hơn, chất chơi hơn. Xin mời mọi người cùng tham khảo chiếc ví đến từ thương hiệu Balenciaga. Ê, mà nó nhỏ nha. Cái này không phải là bị mờ đâu. Là nhà sản xuất được cố ý làm file để ký logo rồi đó. Để làm gì? Để tăng thêm cái sự bụi bặm, chất chơi. Có lẽ đây là phần mà các bạn đang chờ đợi nhất. Giá chiếc ví này chỉ với 7,800,000. Và với nhiêu đó sản phẩm ví mà tụi mình vừa giới thiệu cho mọi người, các bạn đã thấy đủ lưu luyến, xin sao chưa? Nếu rồi, nếu các bạn đang tìm một chỗ đường tiền uy tín thì hãy nhấc máy lên và gọi điện cho hotline để được tư vấn này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Hy vọng mọi người sẽ tiếp tục like, share và subscribe cho ETF nhé.